Giêsu chết trên thập giá. Tin mừng Thánh Gioan thuật lại, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: Ta khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bột biển có thấm đầy giấm, buộc vào một cành hương thảo, đưa lên miệng người, nếm một chút. Đức Giêsu nói: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống chút hơi thở. Chúng ta đã từng nghe báo tin hay chứng kiến về những cái chết, có cái chết vô nghĩa của kẻ bị phụ tình bạc nghĩa, có cái chết cao cả của người mẹ hy sinh mạng sống mình để cứu người con, có cái chết anh dũng của kẻ hiếu với danh chung với nước, có cái chết âm thầm từng ngày của người hy sinh cả cuộc đời phục vụ những người khốn khổ nghèo hèn. Giờ đây dừng lại ở chặng thánh giá này, chúng ta lại thêm một lần chiêm ngắm cái chết của con Thiên Chúa. Đó không phải là cái chết vô tình, vô nghĩa hay vô vọng, nhưng là cái chết vì yêu, cái chết của người hiến mình đến tận cùng cho nhân loại. Suy niệm: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: Khi được dương cao, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Xin trao ban cho chúng con trái tim của Chúa để giữa cơn đại dịch này, lòng mỗi người chúng con và gia đình chúng con tràn đầy sự bình an, niềm hy vọng và lòng tiến thác vào Chúa Cha, Đấng quan trọng. Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên